Vâng, xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các quý vị và các bạn lắp ráp cái đồng hồ đo tốc độ cho xe đạp thể thao. Thì đồng hồ cho đo tốc độ cho xe đạp thể thao ấy, thì có rất là nhiều loại. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ hướng dẫn một cái loại mà nó gọi là trung bình thôi, giá nó trung bình thôi chứ không phải cái loại mà 1-2 triệu hay vài triệu một chiếc đồng hồ đo xe đạp. Thì cái đấy thì chắc là các cái bác mà đã dùng đồng hồ mà dạng tiền như thế thì các bác là rất là sành dùng rồi và chuyên nghiệp rồi. Thì mình chỉ hướng dẫn những cái người mà các bác quý vị quý khách mà mới dùng đồng hồ và dùng cái đồng hồ vài chục nghìn hoặc là vài trăm nghìn mà thôi. Thì như dạng đồng hồ ở trong cái live stream này là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, đó là dạng đồng hồ như các bạn thấy ở trên hình đây. Thì đây là một dạng đồng hồ mà rất là phổ biến, thì không phải là cửa hàng mình bán, mà cái này mình chỉ tặng kèm cho những cái khách mà mua xe của mình, mà đã mua xe tại cửa hàng thôi. Thì còn các bạn muốn mua ở tỉnh thành phố của mình thì các bạn hãy mua ở gần nhà mình. Thì cái dạng đồng hồ như này là mình sẽ lấy làm ví dụ để mà hướng dẫn các bạn lắp và set up, tức là cài đặt cái đồng hồ này cho nó đúng thông số của nhà sản xuất. Vâng, và bây giờ mình sẽ đổi camera để chúng ta nhìn sơ qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bộ đồng hồ ra xem nó gồm có cái gì. Bộ đồng hồ gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, các cái chiếc lạt nhựa, cái chiếc lạt rút để mà cố định đồng hồ với xe đạp, và có một cụm đồng hồ. Có ở đây chúng ta nhìn thấy hai tiếp điểm đồng để mà dẫn điện, dẫn truyền tín hiệu điện. Và đây là một đế của đồng hồ khi gắn vào ghi đông, và đây là cái cảm biến tốc độ, và đây là cục nam châm mà chúng ta sẽ gắn vào bánh. Đó, như vậy là hết một bộ đồng hồ. Thì các bạn có thể mua về nhà thì cũng chỉ gồm những này thôi. Thì ở đây như ở nhà, ở cửa hàng mình đây thì mình cũng không có thời gian đạp xe nhiều ở ngoài đường, nên là mình đã thiết kế được một cái bộ đạp xe tại nhà đây. Và mình trên cái bộ đạp xe tại nhà này thì mình không cần di chuyển ra ngoài, và mình cũng đạp xe ở nhà luôn để rèn luyện sức khỏe, cũng không có thời gian dắt ra đường xe vì công việc rất là bận. Thì mình ở trên xe này mình cũng gắn luôn một chiếc đồng hồ đo tốc độ. Như các bạn có thể thấy là gắn luôn một chiếc đồng hồ đo tốc độ để mình biết được là mình đang đạp với vận tốc bao nhiêu. Đây, mình đang đạp thì nó sẽ hiện tốc độ lên để mình biết được mà mình đạp với vận tốc bao nhiêu và quãng đường audio là bao nhiêu. Đấy, thì mình sẽ nói sơ qua về cách gắn thôi. Còn cái này gắn rất là dễ. Đầu tiên là các bạn gắn cái cục nam châm này vào bánh xe bằng cách là vặn con vít đằng sau này. Chúng ta chỉ cho cái cục nam châm này vào bánh xe và chúng ta vặn chặt con vít này và xoay cái đầu nam châm về phía cái cảm biến mà chúng ta cần gắn. Đó, các bạn nhìn cảm biến mình gắn đây này. Đấy. Và các bạn để làm sao cho cái cục nam châm này sát nhất, cách khoảng 1 đến 2 mm so với cái khoảng cách với cục cảm biến. Và các bạn chú ý là cục cảm biến ấy, ở trên ấy, nó sẽ có hai cái mũi tên như này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái dấu mũi tên. Thì các bạn để làm sao cho cái cục nam châm trùng với một trong hai mũi tên đầu mũi tên này thì cảm biến nó mới có tác dụng, chứ còn nếu không thì đồng hồ sẽ không hiện tốc độ đâu. Tức là cái đỉnh của nam châm ấy, cái trung tâm của nam châm ấy thì phải trùng một
một trong hai cái đường tam giác này thì đồng hồ mới hiện tốc độ. Sau đó là chúng ta dòng dây theo xe. Ở đây thì mình cũng không cần mỹ thuật lắm bởi vì xe này là xe đạp tại nhà. Và chúng ta cho cái đế của đồng hồ lên ghi đông này. Chúng ta cố định đế của đồng hồ ở trên ghi đông bằng những cái dây rút mà trong bộ đồng hồ đã có. Và chúng ta gắn cái đồng hồ vào. Ok, như vậy là xong phần cài đặt. Xong xong phần lắp ráp ở trên xe. Và bây giờ chủ yếu là cái phần là mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cái phần này thì ai mà tinh ý thì sẽ làm được thôi. Còn mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt làm sao cho nó đúng cái thông số. Thì như các bạn thấy là ở trên 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 cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng đây thì toàn tiếng Anh thôi. Ai mà biết tiếng Anh ấy thì có thể sử dụng rất dễ. Đấy, đọc tiếng Anh là hiểu và là sử dụng luôn. Còn mình thì cũng biết một chút nên mình sẽ đọc dùm quý khách. Đấy, thì đầu tiên ấy chúng ta phải xét cái cỡ lốp. Thì ở đây chưa, quý vị có thể nhìn thấy là có một một bảng các cái cỡ lốp mà chiếc xe đang sử dụng. Thì tương ứng với cỡ lốp này thì nó sẽ đi với một cái thông số. Một cái thông số như gọi là tần suất quay của bánh xe đấy. Thì chúng ta phải chỉnh trên cái đồng hồ này đúng cái thông số với cái số lốp mà cái bánh xe của chúng ta đang sử dụng. Ví dụ là cái xe mình đang để đạp ở trong nhà đây là sử dụng lốp 700C nhân 28. 700 nhân 28C. Còn nếu mà quý khách đang lắp cho cái xe 700 nhân 38C thì quý khách phải chỉnh với thông số là 2180. Còn nếu mà quý khách nhân đang sử dụng cái lốp mà 26 nhân 195 thì quý vị phải chỉnh với thông số là 2050. Còn nếu mà quý vị để một cái thông số khác không phải là 2050, nếu như cái lốp của quý vị là 26 nhân 195 mà lại để thông số là ví dụ như là 1900 chẳng hạn thì cái tốc độ nó báo sẽ là không đúng và tốc độ báo sẽ sai. Đấy, thì quan trọng là cái bước đầu tiên chúng ta phải chỉnh như vậy. Thì cách chỉnh như nào thì mình sẽ hướng dẫn. Đây, đây là chiếc đồng hồ cũng chúng ta mà trong bộ đây. Thì các bạn giữ đầu tiên các bạn giữ giữ hai nút phải và trái ở đây nó có hai nút này. Phải và trái các bạn giữ hai nút. Giữ lâu, giữ một lúc. Đợi đợi một chút. Đợi mình một chút. Đây. Đấy, các bạn giữ hai nút này thì nó sẽ có bốn cái số này hiện ra. Đấy. Và các bạn chỉnh cái số bốn cái số này đúng với cái trên bảng cái thông số. Đúng với trên bảng thông số mà cái cỡ lốp mà cái xe của các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là lốp của mình là 700C nhân 28 thì mình phải chỉnh cái số này là tương đương với là 12136. 216 này, cái bạn ấn nút bên phải để mà chỉnh thông số. Sau đó chúng ta ấn nút bên trái tiếp theo để chỉnh số thứ ba. 2136 đúng không? Đúng rồi, 700 nhân 28C là 2136. Ok, được số 3 rồi, chúng ta lại ấn nút tiếp theo để chỉnh số thứ 3. 2136, ok. Nút thứ 4, ok. Và bây giờ đến phần chỉnh thông số đo là km trên giờ hay là có một cái là dặm trên giờ. Thì chúng ta chọn km trên giờ. Và đây là tiếp theo đó là chức năng đây như các bạn đọc đây. Km trên giờ này hay là mét mai mai ấy, mai là dặm dặm trên giờ hay là km trên giờ, tức là hai cái hệ đo km và hay là dặm trên giờ để đo tốc độ đấy. Tiếp theo là maintenance, tức là cảnh báo bảo dưỡng đúng không? Cảnh báo bảo dưỡng thì cái giá trị mặc định là 200 km. Thì cái này thì mình cũng không quan trọng lắm.
Rồi tiếp theo là mình đến đồng hồ. Đây đến đồng hồ đây. Thì mình có thể chỉnh đồng hồ. Mình chọn đến đồng hồ này. Hơi khó nhìn. Các bạn thấy đồng hồ không? Thì ở trên sách hướng dẫn sẽ nói như nào? Clock này. Under dưới cái đồng hồ bên dưới này. Giữ cái nút bên left key là bên trái khoảng 3 giây thì sẽ cài đặt được cái chế độ là 12 giờ hay là 24 giờ. Ấn nút bên trái để thay đổi 12 giờ hay 24 giờ. Bấm nút bên phải để xác nhận nó. Đằng sau cái số giờ này nó sẽ nháy. Khi mà số giờ nháy thì ấn nút bên trái để thay đổi giá trị. Và ấn nút bên phải để xác nhận. Nhấn cái nút bên phải để sang audio, chế độ audio meter mode, tức là chế độ tổng km đã đi được á. Thì bây giờ mình là sẽ làm theo hướng dẫn này, là ấn cái lên nút bên trái 3 giây, nút bên trái phải đây, trái đây rồi, giữ nút bên trái 3 giây. Một hai ba, rồi nó sẽ ra giá trị là 24 giờ hay là đấy hay là 12 giờ, và đây mình chỉnh giờ. Ví dụ bây giờ chúng ta là đang là 6 giờ 1 phút, 6 giờ 1 phút là 18 giờ đúng không? Đấy. Mấy phút rồi? 6 giờ 1 phút, 6 giờ 2 phút, 6 giờ 2 phút. Ok. Như vậy là ở ngoài chiếc cái đồng hồ này còn nhiều chức năng lắm. Thì các bạn mà biết tiếng Anh ấy thì các bạn sẽ sử dụng được. Thì sẽ tiếp theo sẽ là setting audio. Đấy, còn giờ rất là nhiều cái chức năng khác như là reset tất cả giá trị lại. Rồi đây, có rất là nhiều chức năng này. Tốc độ hiện tại này, audio này, tốc độ tối đa này. Cái thời gian đạp này, rồi clock này. Rất là nhiều luôn. Bảo dưỡng cảnh báo này. Setting audio, thời gian tắt bật. Còn rất là nhiều thì ở trong cái tờ hướng dẫn này sử dụng này thì bạn nào biết tiếng Anh thì sẽ là set được cái đồng hồ hết. Còn trong thời gian có hạn thì mình chỉ hướng dẫn các bạn set cái cơ bản nhất, là quan trọng nhất là cái thông số này. Nếu muốn cái đồng hồ mà hiện đúng cái tốc độ thì các bạn phải set đúng cái thông số này và chỉnh giờ. Còn ngoài ra thì còn rất là nhiều cái function, cái chức năng khác. Vâng, và khi mà xét được rồi thì chúng ta gắn vào cái đế của trên ghi đông thôi. Chúng ta gắn vào, cài vào cái khay này và nghe tiếng tạch một cái là được. Và chúng ta tiến hành đạp, bắt đầu ngồi đèn đạp. Đấy, như các bạn thấy là bây giờ là đồng hồ đang báo tốc độ là 13 km này. Giờ bây giờ là 6 giờ 4 phút này. Chúng ta tiếp tục đạp, đạp nhanh thì nó sẽ báo nhanh. 15 km, 17 km này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn set up về cơ bản là cái quan trọng nhất là cái thông số ở
cái đồng hồ để mà cho nó hiển thị đúng với tốc độ, với tương ứng với cái bánh xe mà chúng ta đang sử dụng. Còn nhiều người mà không biết xét cái thông số này ấy, thì tốc độ sẽ bị báo sai so với cái vành lốp đang lắp. Còn các cái thông số khác thì các bạn hãy biết tiếng Anh thì các bạn làm rất là dễ dàng. Còn nếu không biết tiếng Anh thì chắc cũng không quan trọng. Hoặc là mình sẽ hỗ trợ cho những cái bạn mà những cái quý khách mà đã mua xe. Còn mình nói luôn là cái đồng hồ này mình không bán, các bạn có thể mua ở gần nhà mình. Cái này là mình chỉ mua về để tặng cho những cái khách mà đã mua xe ở cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com mà thôi. Còn hôm nay là mình rảnh thì mình làm một cái clip mà hướng dẫn các bạn sử dụng xét cái thông số ấy để cho cái đồng hồ nó báo đúng với tốc độ của bánh xe tương ứng. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp thể thao tiếp theo. Và mình đang có rất là nhiều cái video hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng. Hoặc là cách phân biệt xe đạp phụ tùng ở trong kênh xe đạp Hải Phòng. Ở trên YouTube của mình, các bạn hãy lên YouTube và search xe đạp Hải Phòng và ấn đăng ký kênh và ấn chế độ chiếc chuông để xem trước khi chúng tôi có những cái video mà up lên kênh mới của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào các anh chị đang xem livestream của em ở trên Facebook. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi livestream. Hẹn gặp lại các anh chị lần sau.